Xin chào các bạn, mình là Vinh Tiền các bạn nhá. Thì hôm nay tôi lại tiếp tục solo với Sáng Su các bạn nhá. Thì Sáng Su thì đánh gọi là cấp luôn anh con nhiều. Thì hôm nay Sáng Su thì chấp tôi một tay các bạn nhá. Đấy thì đi thế thôi, còn ở đây Sáng có gái gì gái đi. Thì hôm nay Vinh thì căn bản là Vinh thì nẻ không biết chọc bia mà tôi lại chọc giỏi quá, cho nên hôm nay tôi chấp Vinh một tay nhá. Okay. Đấy, bây giờ chỉ chọc một tay này okay. Thôi này. Đấy. Chọc này này, hoặc là chọc thế này cắn này đấy cũng được. Nói chung là tôi chỉ sử dụng một tay để cầm cơ. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy. Thì tôi thì cũng gà không biết tôi có thắng được Sáng Su thì không biết. Thì bây giờ vào chơi luôn đấy các bạn nhá. Tôi sẽ là người phá nhá. Rồi ok các bạn ơi, thì riêng Sáng chấp một tay tôi phải trói Sáng vào nhá các bạn nhá. Đấy, trói Sáng vào để cho đánh chỉ đánh một tay thôi đấy. Phải trói vào gì cho buồn cười các bạn ạ. Đấy. Anh trói con... vào hay không trói vào vẫn thế. Anh côn đang phụ tôi trói vào. Điên rồi, đánh một tay này. Các bạn ơi, đánh một tay này khó lắm các bạn ạ. Khó ăn lắm. Thắng làm sao được cái anh, em về đằng nào em sẽ thua. Tôi phá nhá. Tôi sẽ phá ra bộ hai thằng này nhá các bạn nhá. Ok, rồi. Thì cho anh côn là người phá cho tôi nhá. Tôi phá vẫn thế là. Đó, tôi là anh côn ạ. Vẫn thế này, nhẹ nhàng rồi không đi. Rồi, được rồi. Bây giờ tôi... Không, ăn không, chín. Cái chín này của ai? Nhất chín này. Bây giờ tôi đánh đi. Bốc đánh nhá. Em này. Tôi sẽ bốc đánh nhá. Sáng này. Tôi này, đấy. Sáng đánh trước. Sáng đánh trước. Rồi. Thế làm gì có cây gì ăn? Sáng này em không phi đại vào đống này là thằng nào không ăn đại. Hiểu không? Đánh trắng nẻ mà. Rồi Vinh ạ. Tôi ăn 0-7 gì nhá. 0-7 à. Mình ăn 0-7. Vinh ơi, em ăn vẫn ăn được. Ui, căng các bạn ạ. Sáng quả thua rồi. 15 chung các bạn ơi. 15 chung. Lừa 1 các bạn ơi. Thế thì anh ăn 6 à? Đó. Rồi, Vinh trong 1 gãy cả 13. Rồi. Đấy, ăn cái gì? Sáng ăn cái gì? Đấy các bạn ơi. Không có cây gì ăn cơ. 4. Sáng ngày em thua chung cầm bàn nhá. Quả em sáng thua chung cầm bàn. Chơi hai ván các bạn. Úi trời ơi, sẵn ơi. Các bạn cơ nó sát bàn khó chọc các bạn ạ. Chọc một tay không chọc gì. Nẻ em ăn nẻ đúng không nhỉ? 9 đấy, cắt 9 lỗ 10 luôn. Cắt sao được anh? Đấy, cắt lỗ 10 thẳng tắt thế này. Em ơi, cắt đi. Ăn được. Ăn được. Móng mà gần như không chạm bi ấy. Vinh thì chọc làm sao được tôi nói. Rồi sáng ngày 6 à. Các bạn thấy trình tôi đánh là không mà rồi tôi ta sáng. Còn sáng cái thứ không ăn đâu, một tay anh làm sao ăn được. Lấy cái không ăn cái gì cơ. Không. Ui. Đấy chứ bảo các bạn bảo cho một tay quá trong phạt rồi. Sáng tưởng sáng đánh giỏi thế nào. Đây các bạn thả Vinh đấy. Tôi ăn con 11 chưa. Vinh ăn được con 11 là cho 20.000. Vinh cố lên em ơi, 20.000 anh đo cho anh em mình chia đôi. 20.000. Thế còn mỏng quá. Ui, ăn được. Mỏng quá con ạ. Làm lại 6 là các bạn ơi. Làm lại đi. 6 hay 8. Có chó vào tay rồi. Rồi lại rồi. Ui, 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 bên này. Tôi lên ăn 8 luôn. Rồi ăn làm sao được 8. Ăn làm sao được. Gì con cửa không ăn. Rồi. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ăn hai cũng được, đúng một rồi. Đúng một rồi, nhiều một bàn có ép nữa. Ôi, đây là 12 này. Không phải đâu, khó lắm. Ui giời ơi. Vinh ăn không một. Ăn không một làm gì đấy. Một tay này. Cố lên Vinh ơi. Tay này. Em vẫn chưa thắng được anh đâu. Điền không thắng được. Với lại em ăn một cây, sáng ăn hai cây rồi đấy. Đấy, quả em ăn không một gì nữa. Các bạn like video để ủng hộ Vinh Tiền Nẻ nhá. Cổ vũ cho Vinh Tiền Nẻ các bạn nhá. Vinh này một ngày không ăn đâu mà các bạn ăn không? Ui, ui giời mất 2 rồi. Rồi tôi không quen, tôi không quen tay giả các bạn ạ. Đấy, tôi đã bảo ngay cơ đấy Vinh không ăn đâu mà. Rồi sao ăn một là mất 2 rồi. Sao ăn 2 ăn làm sao được. Ui, 12 luôn. Rồi. Vinh chọc này vẫn thua rồi. Vẫn thua rồi. Tắt luôn. Ui giời. Khó thật chứ các bạn. Đấy các bạn thấy tôi trình tôi gà lắm. Đấy sáng đang ngắm ăn 12 lên đánh 4 là cái ra đây đánh 4 mà. Ui
rồi bánh. Rồi chín. Làm lại cái chín này. Vẫn không ăn được. Chín tắt cái gì? Ui, sai thế nhỉ? Này mình ạ, chắc bánh làm gì nhỉ? Mình đang sáng ăn cân 4 tiếp theo các bạn ạ. Sáng ăn cân 4 được. Thấy chưa? Này, nở những tin nhất. Ui, tí ăn sân các bạn ạ. 11 này. 11. Chạy đâu có 11 này. Nhẹ 11 thôi. Đối em ăn được này. Của công an thì chọc. Thật. Vinh thì lẻ chọc thì tối. Không sao không? Dạ, sao không ăn được nhỉ? 10 sáng thôi. Chị mình đúng là chị mình non các bạn. Tôi chưa biết nghĩ. Tôi chưa biết ngắm mình chọc với ạ này đi nào các bạn. Lét không các bạn, thế sáng chọc lét không? Nghẹt lắm. Thế sáng xung mới chấp một tay các bạn ạ. Chói em một tay kiểu vẫn vẫn tăng được. Vừa này cố lên, sáng còn có 3 quân với 1 quân chung là 4 quân đấy. Tấm. Đấy, ăn sao được. 5 à. Nhẹ nhàng mà vừa ra củ góc thôi. Mày vẫn mạnh, mất thế. Mất 14 à. Mình chẳng vẫn non lắm rồi các bạn. Ê hey. Giải quá các bạn ạ. Bạn cái gì? Mà là mà ngon. Ui, trúng rồi. Vẫn trúng em ạ. Ui, xài. Trúng. Thế là phải bốc bi hả em? Bốc bi, các bạn ơi. Bi hiện tại là trường bốc bi nhá. Các bạn ơi, bi của vừa cái ở đây, phân 3 ở đây là chọc vào 4-50 phân vẫn trường cái. Cái này các bạn biết trình độ chọc bi của Vinh rồi đó. Thành công chưa? Được. Ui à. Quả được đấy. Này sạc giết 3 đây, giết. Cái theo lên đấy ăn 3 là có 1 kìa. Ui chọc. Này sạc anh dọc 8 quân, Vinh dọc 3 quân, Vinh cũng thua thật. Cân 12, sáng cân 12 các bạn ạ. Cân cho được. Ui giời, đấy cũng đang đi nhá các bạn nhá. Rồi, sáng bốc. Tạch cơ. Tạch cơ phải đi lên. Từ được em đánh đã. Phát đầu tiên đi chọc trường. Ờ đấy, chắc đi lên. Rồi. Tháng xu nhẹ đến tối, đến tối đã. Cứ tạch cơ mấy lần là tôi ăn sạch các bạn. Em ơi, chỉ được một lần thôi. Ừ, xem này, trượt này. Trượt này. Nè, trượt này. Úi giời ơi. Úi giời. Này ăn cái gì? Lên Vinh ơi, ui trên bàn vẫn toàn bi của Vinh thì lẻ các bạn ạ. Cái này làm sao mà thắng được tôi. Cái này thắng được đâu được anh. Đây anh ăn đi. Bạn được không? 4 nấu vào. Đó rồi. Ui trời. Đắn nặng có 9 này. 9 nấu 10 này không ăn cơm này. 10 này không ăn thôi. À, không ăn thì em xin thua đi. Vẫn dày quá rồi. Ui ơi, ăn lắm rồi. Cắt vậy, cắt lâu lắm rồi. Vậy Vinh nó nấu 10 rồi, nhưng mà hóa ra là đánh là lố gấp các bạn. Lừa. Không đánh, không đánh, lừa. Lừa khán giả. Lừa mọi người các bạn. Rồi 7 đây. 7. 7 lố gấp thôi à. 7 măng. Chết cái này. Mỏng nữa ra. Đấy chưa, đẹp chưa? 3 luôn. Ui, Vinh còn cơ dọn bàn rồi. Dọn đi em ơi, cố gắng lên. 3 này, không ăn đâu mà, thẳng tắp này, không ăn đâu mà. Ai vẫn chưa đấy à? Ăn nó bảo em à? Ăn một nửa này à? Rồi các bạn đang Vinh em thế chỉ chơi một bóng thôi. Em ơi vẫn chưa đấy nhất cả hai bóng lên cho em báo à? Đâu đấy à? Báo đâu đấy? Báo đâu đấy? Đâu trong này được đặt đâu cũng được à? Không. Vẫn phải qua sông hết. Thế thì chặt đi. Chặt con gì? Rồi, lấy 15 nha, của lỗ vậy. Ờ, chọc ăn 15 lại nhấc lên là vẫn cơ đánh chết. Ờ, lại đem ăn 15 rồi mình phải nhấc quân mình lên nữa ấy. Mày điên. Ờ, đây nhá, để đây nhá, giữa đây nhá. 9 này, làm lại 9 này. Có ăn không? 9 nó lại có 3, có 7. Vẫn hết sảy. Vẫn sảy, bàn nhiều mi thật. Bàn cũng nhận nhiều mi các bạn ạ. Các bạn ơi, Vinh làm gì còn quân nào mà bốc đâu. Hết rồi, âm à? Hết rồi, âm rồi. Lấy bàn khác sang. Ui. Ủa, mà đánh
các bạn nhá. Sáng chua này. Sáng chua luôn này. Ừ em cố gắng lên thật. Ui ơi vẫn phải cơ kìa. Ui giời. Em ơi em làm gì còn đi. Rồi bốn em ơi. Sao đánh vẫn phải cơ kiểu gì kìa. Nói rồi. Nói gì quá nhẹ nhàng luôn. Rồi còn 3 quân là một góc đây à. Cái to mà sáng không ăn được đâu. Ăn được sao được nữa. Ăn được gì. Cứ đánh đập vào đây là nó đập 14, 12 cái chặt thẳng. Ăn được 3 quân. Anh làm quân dùng là nhấp bi đây đấy. Rồi. Bảy lâu người. Và bây giờ tôi còn có 2 bi thôi nhưng mà bi thì kẻ vẫn nguyên. Cái bàn 3 bi là chết cái rồi. Ui trời. Đã cấp chưa? Đáng, đúng không? Đáng ăn được sát băng này làm ăn được. Ăn được ra được. Linh tinh nhá. Chọc linh tinh nhá. Rồi 12 rồi, 14 rồi. Vẫn được à, 14 à. Ăn 14 là có 8. Mần đâu. Sao anh lả rồi. Lả rồi. Thấy chưa bạn lả rồi. Căn bản nó sát năng nó khó ăn luôn. 5 luôn phải ăn. Vinh đùn hết ở kia và có con 15 chắn rồi đi. Ăn mười mười năm thì em nhấc lên tại vì dù tung vào đấy dù cứ dù vào đấy đang âm rồi dù mạnh nào mạnh âm rồi đâu mà tìm toàn suy dại mình thì lẻ rồi. Ui giời nhấc đi rồi bốc rồi rồi hiện đại em ạ. Sáng xịt. Anh lại bắn một tiếp, dập một tiếp. Ăn hai. Tám. Vinh phải lại không ăn rồi đến trưa hai giờ sáng ngoài kia đến sáng năm sáng mới ăn. 15 rồi ăn hai là xong luôn. Dập mạnh tí nữa là có 14 rồi. Ăn 15 trước mà không ăn được chưa hết bài à chưa hết quần của mình thì vẫn bốc bảy quần rồi đấy. Thế em ơi sao vừa em ăn 15 lên đây. Có thế đi theo thế đi. Này cô ăn một là mất 14 đó. Ai Vinh thấy ăn được quả đấy là được đấy. Rũi tung lên. Phi hết cỡ vào. Ăn một cây xong vẫn phải bốc. Đó. Ăn một cây xong vẫn phải bốc. Rồi khó rồi. Ăn con gì? Ăn cái chặn 14 rồi. Chặn đi. Mạnh là ra lúa góc phải cân lúa góc bên kia. Thế này Vinh cơ hội vẫn còn. Rồi. Chọc 5 kìa. Ui giời, mạnh đi nữa phải ăn rồi. Nhẹ thôi, không phải chọc mạnh làm gì. Vinh làm sao có cơ hội mà ăn. Bây giờ 7 tâm này ăn được gì. Rồi 11. Bây giờ chọc 11 trên kia kìa. Ôi em ơi, không bắn được xa thì phá tung cái chỗ này ra. Nó bảo ăn 15. Ăn 9 nữa. Mấy điên là chạm rồi chứ ăn được. Ăn được nữa. Cái thằng rốt này. Rồi, 14, 15 đều cửa lỗ kìa. Chạm 3 rồi. Không, phá 2 ra trước. Có cơ hội, cơ chạm vào 2, phá 2 đi. Vinh không cho ăn 15 thì ăn phá 2 rồi, ăn ra vậy. Phá mạnh. Rồi, được rồi. Bà đi đâu? Cho em ăn.
cố lên đi nhá. Không ăn, cứ không ăn. Anh đã hồ cố lên rồi. Còn có phá hai lên kia luôn không? Kinh nhỉ, quá được đấy. 14 này. Đấy, bạn chọc 2 luôn, 14 ở đấy. Còn có lỗ gì nữa. Còn ăn 12 vào mắt. Vẫn ăn chứ. Phá 12, à, phá 14 còn ra. Gặp Vinh chọc thẳng nữa. Đây, đây. Đây. Ăn, ăn phá, phá ra rìa bên này. Đây. Giờ em ăn này, em bốc đi, được. Thế, thế cứ tính rồi. Rột thế, chọc thẳng mì. Bốc bi của em thôi, bi của anh của em. Đâu lại. Không 14 này gì đấy. Vinh bây giờ cứ đi chọc phá được. Phá được. Không phải ăn em ơi. Vinh bây giờ chỉ chơi chiến thật phá ra sáng hơn đâu thắng thôi chứ. Ừ. Thế chứ. Được. Thế là nét rồi. Vinh còn 7 à? 79 à? 79 5 13. Phá 14. Tung cái chỗ ấy ra, mọi nào. Được. Được, lại bốc tiếp à? Đấy các bạn ơi, thế là Vinh âm một mớ làm gì? Âm mấy chục quân rồi. Em ơi, sắp sắp hết cả bàn bên cạnh rồi đấy. Hết rồi. Nhưng có ăn được con nào nữa đâu à? Ừ, đấy, em giờ bắt đầu em đánh là vừa. Có con một đấy. Có một đen. Bắn tạo cơ hội cho Vinh ăn. Nhẹ thôi. Vẫn dày, à vẫn mỏng, à vẫn đấy. Lại 14 rồi. 14 ra gì? Mình nắm vẫn non hết các bạn. Được. 7 là ai thôi. 7 đây à. Nhưng mà được. Nhẹ thôi, gần như không chạm bi ấy. Các bạn bảo không chạm bi, nó chốc lại không chạm bi thật. Vẫn năn mới đẻo rồi. Ôi giời, thằng ăn thằng cặp. Nhẹ thôi. Cho Vinh ăn, ăn có gì? Ăn 7 đấy, ăn được. 7 thôi ăn được, mấy viên. Lại dí vào đấy tiếp. Ừ, dí vào đấy lại. Nhẹ thôi, thằng này đéo nhẹ được đâu mà. Ăn đi. Báo, Vinh cũng mà chọc một thằng, không chọc một nhẹ. Ăn đi. Ăn đi, ăn cái gái ăn. 6 cộng 5 bằng 14 này các bạn ạ. Ui, dạy. Ừ, tí ăn. Rồi, 5. 5 cũng ăn được đi. Móng nữa ra. Móng sang bên này này. Chưa ngắm trời. Rồi 14. 14 không ăn được. Mày đâu? Quá nhẹ. Muông kìa. Ui giời. Bàn cây cửa lỗ. Đã hô quá nhẹ. Căng. Ui giời. Thế này chắc bằng em. Sáng cũng cái này toàn cơ khó rồi. Mày quá chưa chạm gì. Ăn rồi, ăn cái. Rồi, rồi. Cơ hội của mình đến rồi, đây sáng đây con 4 đây. 4 của sáng đây. Rũi thẳng 5 với 7 ấy đặt sang bên kia thế. Ờ, đã đòi rũi chính ạ. Chính làm gì? Ăn luôn rồi. Úi giời, thế em ăn luôn rồi. Ăn không 4 rồi. 4 ăn đâu? Vẫn chưa đủ bốn được. 4 góc rồi. 4 chưa bàn dễ cả. Không ăn 4. Ăn thì 4 đúng. Hôm nay ăn 4 rồi thì cấp rồi. Úi xời. 7. 1 được nha. 7 ăn được. 1. 1 ăn. 1 ăn được. Mỏng nữa ra. Mỏng xong. Đã chọc. Ui, không không ngờ biết chọc nữa. Chọc lời kỹ nhất mình ngắm một chuẩn chuẩn một tí. Rồi, 14. Hơi ăn vẫn ăn bình thường. Ui. Kìa. Một trăm ăn được. Cứ nhẹ thôi, gần như không chạm bi ấy. Nhẹ thôi, thằng kia vẫn mạnh rồi. Không ăn gì bắt ngoặt. Quả đấy, không ăn được chắn được quả đấy đúng kìa. 7. Ăn không 7. 7 7 sao mà ăn được? Điền. Đấy thẳng thế sao ăn được. Rồi. Ăn không, ăn không 13, ăn 14 rồi. Sáng còn có 14 thôi. 14 thôi. 3 sáng còn 3 cây nữa. 3 cây nữa. Cây chung nữa. Ừ. 15 cây chết đánh được
Hát 15 ra. 15 em phá cả đời thật. Sáng bằng có quân 4 với 1 quân chung nhé các bạn nhé. 4 thì cho ta góc thôi sáng này. Ba đầy mớ, ba bảy đầy đấy. Ba kìa, ba bảy. Gì đây thẳng. Tôi chiều mình tiền hẹn nhất nhà. Ui nó nặng. Nhưng mà vẫn không ăn. Thằng này nó không cho đủ nhẹ. Rồi sáng nó cho nó ăn để đánh thế là điều cái lên đây là cho sáng ăn bốn đấy. Các bạn ơi Vinh dính bấy rồi. Chết bốn chết luôn 15 à. Thôi mà em ăn được một cái. Đấy là lý thuyết em ạ, đừng nói thế. Đâu? 15. Không giới. Cộng 11 vào vẫn được. Cộng 1 vào được. Lấy ra. Nhẹ rồi. Vẫn mạnh, ăn rồi. Mạnh mạnh nhỉ ăn. Úi giời, mạnh. Coi như chết. Phá đi. Phá 15 đi. Phá 15 lên nữa. Chọc thẳng vào. Nhanh lên đúng không? Chọc thẳng vào. Ừ. Rồi. Nhấc lên. Bên anh vẫn chẳng muốn gì gì nữa. Đặt vào mày chọc mày điên, mày chọc thế là được chọc tiếp mày ngáo à? Mày điên rồi, mày khôn vừa. Bây giờ đến sáng. Vinh anh em làm sao? Bây giờ em chọc chết vẫn là chọc tiếp à? Hai mạng, hai mạng. Chọc hai mạng. Ừ, chọc hai mạng. Bây giờ cứ cây đấy mà cửa lỗ là Vinh lại phá hiểu không? Ừ, rồi. Rồi, an toàn rồi, rúi 15 đi. À rúi 5 đi. Ui, không ăn sân con nào. Ui, đẳng cấp đấy. Vinh vừa không ăn sân được con nào, tự nhiên là con mặc xuống luôn. Rồi, an toàn rồi. Rồi, rồi. Rồi. Xúc, nó xúc, nó đi đâu đi à? Đi ra kia cửa lỗi à, chúng tôi à. Rồi. Cái, chết được cái hả? Mày không. Cắt thế lại thành. Ôi thôi thôi. Có cái chào không? Đúng rồi. Theo cái này. Ôi theo cái này. Anh chào. Bông. Đéo ăn nhẹ thôi, nhẹ thôi. Rồi. Lên đi ngay. Phá 15. À đâu, nó sáng còn một cây. Sáng còn cây mà. Phá 15 đi. Em ơi, ăn 15 đi. Rồi, bốc. Phá 15 em. Được. Không em sao. Em âm mấy chục quân rồi đó. Đâu, ông bốc bây giờ lại bốc một quân lên. Bốc cả một quân nữa lên. Đấy. Không, chiến thuật của nó thế chạy. Bảo, rồi. Tính bây giờ không để cửa lỗ là sáng nó thắng ngay. Rồi. Đấy, bây giờ ăn cây của mình đi. Rồi, ăn quay lại anh cho mình nhá. Kiểu 7 kìa em. 7 hoặc 3 được. Đằng nào cũng âm rồi kệ đó. Bây giờ phải chơi chiến thuật đấy, không cửa lỗ là tháng nó thắng luôn ngay. Đó. Rồi ba đi. Mà. Vẫn không ăn. Nhẹ thôi. Rồi tốt. Rồi. Cái gì? Ăn chọc 11 đi, cắt 11 đi em ơi. Nhẹ thôi, vào tận góc bên này này. Nhẹ thôi, nhẹ nó đừng mạnh, nhẹ nó để cho cái ở đây. Tốt. Vẫn mạnh. Không làm gì được. Đúng rồi. 13, Vinh có 13. Có. Gãi đi. Vinh hết thì chờ hỏi. Gãi đi. Bây giờ nó ăn 14 nữa. 4 lần cho được 4. Úi giời. Rồi. Lên làng em anh nữa. Làng em sân nó sạch. Không phải ở dưới anh bẩn hết rời tất. Lên làng em sân nhà văn hóa nó sạch. Lên đây đi. Lên làng em mình nó đánh. Em xuống nhiều rồi lên chứ. Thôi xuống đây mình có trà sữa không mình phải lên lên. Được, võ đâu lộ xin được, võ đâu xin được. Ờ
Khật. Nằm 20 cốc thì thoải mái. Mười ba nhẹ thôi, cắt gần như không chạm bi ấy, nhẹ thôi. Ui. Vẫn ăn, vẫn ăn. Chết rồi, 14 rồi, hỏng rồi. Sao được, chán quá nó ăn rồi. Thấy chưa? Ấy. Ăn đi, ăn 14 đi, để bốc đi. Không, không là mày thua ấy. Ui giời, trời nhấp rồi. Là chả bốc hả? Chúng bi đây. Chúng bi là có chặn băng. Cái băng đâu? Cái thằng này mới bị hết, bốc đi lên. Bốc rồi. Em ơi quay video của em rồi em cãi. Sao mạnh thì lứa để ra không? Mạnh thì lứa để ra. Chị gạt. Rột lắm, vỉnh rột. Rồi, vậy là sáng chỉ còn một con chung thôi nhé các bạn nhá. Sáng còn mỗi 15 thôi mà. Rồi, chết cái rồi. Chết làm sao nào? Không nhẹ thôi để cái ở trên đấy. Rồi lại điều cái lên đây sáng ăn mà. Ôi. Vì đúng không? Vì là điều không, cái có nhận tiền thằng các bạn. Cái này vẫn không trồng được. Được. Cái này vẫn trượt. Ăn chặt. Thẳng tắp rồi. Đây. Thôi xong. Xong ván nhá. Ok con ơi. Thì tôi thua. Nói lại nào bắt đầu. Đấy các bạn ơi, vậy là kết thúc game đấu nha. Các bạn thấy trình độ chọc bia của Vinh thế nào? Các bạn có muốn solo với Vinh thì các bạn cứ xuống quán này nhá. Tôi đúng là không biết chơi thật đâu, kiểu này tôi phải luyện nhiều các bạn. Thôi thôi, thua rồi tôi chu cầm bàn nữa, hai vòng cầm bàn cho nó đặt cho nó cho gọi có thua có phạt các bạn ạ. Đấy, thả Vinh bao nhiêu lần rồi Vinh nó mãi không ăn được. Tại thật tôi chờ Vinh thôi mà. Tôi có biết chọc đâu. Thôi được rồi thôi. Tôi chu cầm bàn đấy các bạn nhá. Ơi. Mấy vòng hả? Chú đi em. Rồi. Lùi lại. Lại vòng nữa bạn ơi. Em ơi, em ở hai vòng và đấy mới một cái. Đấy một nửa vòng. Ừ. Đây, đấy mới một nửa vòng. Một vòng này quay lại mới được một vòng. Ở đây. Ai à. Sáng ngày đừng làm một cười. Đi ra. Ôi, một vòng. Đây mới một được một vòng thôi, vòng nữa. Vòng nữa nhá. Ba vòng nhá, một vòng nữa, qua rồi nhá. Sáng ngày đừng làm được cười. Rồi. Sáng chơi ăn giàn thế. Rồi. Anh có ăn giàn đâu em. Rồi các bạn thì tôi kết thúc video đây nhá. Các bạn thấy video của tôi mà hay hãy cho tôi một like và chia sẻ cho mọi người ủng hộ kênh của tôi nữa. Xin chào các bạn, bye bye.